đi làm về muộn quá chưa tranh thủ cắt cây này tí, với chân với tay lắm rồi mấy hôm chả có video nào khoe các bác. Đấy thì cây này đã từng lên video một lần đấy, nhưng mà nó trong cái loạt xanh quê ấy, một con bệ nhãn nữa trồng những cái chậu khá là đẹp, một con xanh quê bệ nhãn cao tầm ước tầm 15 phân thôi. Đấy, 15 phân cả ngọn ấy. Đấy là khi mà hoàn thiện cho cái không tính cái tán này nhé. Đấy thì bây giờ là hai cái tay này thì có thể cắt được rồi, em cắt luôn để lợi dụng cái đợt mưa này, chỗ này hơi to quá cắt luôn. Đấy, và muốn xử lý cái sẹo này, đang muốn gập cái này, đang muốn gập cái ngọn này vào đây để làm liền cái sẹo này, không có cái sẹo này khó liền lắm, chưa thấy ngậm cái gì cả. Đấy, và cũng muốn cái ngọn này nó vào đúng tâm của cái trực này thì là đang ý tưởng là muốn như vậy. Quay lại một lượt cái cây cây này các bác nhé, lá rất giống là lá điển hạt nhé. Đấy, để biết bên này. Đấy, bệ bên kia đẹp hơn chút. Bệ bên kia đẹp hơn. Đấy. Đấy, đã có những cái tay buông xuống. Đấy, có những cái tay. Thực sự là cắt nó vẫn hơi sớm đấy các bác, nhưng mà cắt nó vẫn hơi sớm. Con gái ơi. Đúng. Đây này, đã gỡ mấy cái sẹo này. Đấy, cái sẹo này. Gấp cái này vào. Rồi bây giờ thì triển khai các bác nha. Ok. Hơi non ấy, thực tế là hơi non ấy, nhưng mà thôi. Vừa ngắm lại thì tức là hơi non mà thôi. Cắt tí. Cắt tí. Lại một cây nữa nóng vội nữa.
Chưa thấy anh ngủ còn có đắp chăn không? Sáng thế nào khóc? Đừng run em, để kệ chị em bò. Không được run em.
bó lại các bác, bó lại. Tối bé quá rồi, bôi keo liền sẹo vào các bác. Đi chân trâu. Đi lúc cũng đi không thấy ho. Đâu đấy? Lúc đón không thấy ho. Ấm đầu chị, ấm đầu lắm, nóng đầu lắm. Nước ấm đầu. Chị đầu nóng. Đấy các bác, sau ý tưởng là như này, ý tưởng là một cây làng lùn đây, cái tay này thực tế thì cắt hơi sớm nhưng mà thôi, dù sao thì chi sơ cấp của nó chi đã được cắt một lần rồi thì những chi thứ cấp này thì cắt sớm tí không sao. Đây sau sẽ bẻ cái này thấp xuống tí, có những cái rễ buông đây, có những rễ buông đây, tán lùn lùn này, nó chỉ cao đến đây này, cao tầm này, tức là nó khoảng độ 15 đến 17 phân thôi. Đấy, bông đây và những cái bông bóng đây, giật cái ngọn này lên, cái này lên làm ngọn này, đấy, cái này lên làm ngọn này, và có thể sẽ có một bông bóng ở bên này nữa, bông bóng nhẹ ở bên mặt chính này, bên kia một bông và một bông giật lên một ngọn ngắn ngắn chứ không, sau sẽ bỏ cái khẩu đi, chỉ lấy cái đoạn này, sau khi nó liền sẽ lấy cái đoạn này. Đấy thì đang bôi keo để sẹo cho nó nhanh liền, cho nó nhanh ăn vào đấy thì chắc chắn nó sẽ liền thôi. Đấy, cành này sau sẽ cắt đi, cắt đến đây để nuôi cái mầm này thôi. Đấy, bởi vì là cái mầm gốc này này nó đang bị lệch, nhìn mặt này thì không nhìn thấy nhưng mà từ trên xuống nó sẽ bị lệch sang phía sau này, sau nó sẽ không bị về tâm được, trực là phải về tâm, cái ngọn phải hồi về tâm, phải thẳng tâm gốc, thẳng tâm gốc lên. Đấy, trọng tâm đấy, trọng tâm của cây sẽ phải, cái ngọn sẽ phải rơi vào trọng tâm của cây, như thế kia thì không bao giờ lên được trọng tâm. Đấy các bác, đi vòng xung quanh các bác xem nhé. Đấy, mặt chính mặt này mặt đẹp nhất, bệ nhãn và rất là dính. Đấy, bệ nhãn như rễ sau, những cái rễ buông từ đây xuống rất là làng, bẻ những cái tay này xuống, để đây xuống. Đấy, một bông bóng ở đây. Đây, giật cái này lên làm ngọn. Hoặc là cái này. Đấy thì sau như có một bông bóng nhẹ nhẹ ở đây. Gọi là để đối trọng với cái bông đằng sau này. Đấy. Thì sau đấy cái khẩu này sẽ cắt đi. Cái khẩu này sẽ cắt đi này. Nuôi cái chỗ này thôi, sau khi nó liền với cái thân này sẽ cắt đi. Sẽ cắt đi. Đó. Nhưng mà nó cũng cần phải có thời gian các bác. Đó. Bôi keo cho nó nhanh liền. Bôi keo cho nhanh liền. Đó. Mặt sau đây. Đấy. Bởi vì sao khi là bác cũ bác định lấy cái ngọn ở đây thì thực tế nó sẽ tâm của cây nó sẽ ở đây cơ. Đấy, mình sẽ giật cái ngọn ở đây cơ.
như này thì rất khó về được từ phía trên, kể cả kéo cái sẹo này cũng không về được. Đấy. Đấy, thì bây giờ thì cố gắng sẽ có một ngọn về tâm ở đây. Đấy, hiện tại thì đang ba hai tay một ngọn, rất là hợp lý. Đấy, rất hợp lý. Những cái sau, những cái bông phụ này chỉ là những bông bóng, nó sẽ làng làng lùm này, trải dài này chút, không có dễ bông buồng đây, thôi dễ bông buồng đây. Đấy, trên quê lợi thế là như vậy, sẽ có những dễ buồng rất là làng. Rồi, xin cảm ơn các bác, có gì góp ý các bác nhé.